Sơn, năm nay tôi 32 tuổi và tôi là quán quân Body Transformation mùa 4. Trong vòng 15 ngày vừa qua, tổng số điểm anh tăng được là 22 điểm, còn chỉ số cơ của anh là tăng được 2,4 kg, cũng như là body fat anh giảm được 15% và mở nội tạng anh từ level 8 chuyển xuống còn level 3. Cũng như là thời gian đầu thì anh đến với trung tâm Đan Minh là năm 2018 thì điều đầu tiên là động lực từ huấn luyện viên Xuân Vinh tác động đến mình, cũng như là những giáo án, những bài tập cũng như là chế độ dinh dưỡng của anh Vinh là phù hợp với cơ thể cũng như là thể trạng sức khỏe của mình, cho nên mình mới có được kết quả tốt như ngày hôm nay. Mục tiêu tiếp theo trong năm mới của anh sẽ là tăng cơ và giảm mỡ và đưa tỷ lệ mỡ nội tạng về mức thấp nhất. Anh cảm thấy trang thiết bị ở Đan Minh thì rất là tốt, cũng như là đầy đủ những trang thiết bị tập từng nhóm cơ, cho nên cơ thể của mình và cơ bắp của mình sẽ phát triển một cách tối đa nhất. Tôi đã chọn trung tâm Đan Minh là nơi để cải thiện sức khỏe cũng như là vóc dáng của mình. Còn các bạn thì sao? Chào mọi người, tôi là Võ Xuân Vinh, huấn luyện viên của Đan Minh Fitness chi nhánh Âu Cơ. Thì để có cái kết quả như ngày hôm nay thì anh Sơn đã rất là cố gắng và nỗ lực. Vì trong cái quá trình tập luyện thì anh Sơn đã có 2 buổi tập luyện cho một ngày. Buổi sáng thì anh Sơn thường sẽ tập về cơ, và buổi chiều thì anh Sơn sẽ tập cardio, đồng thời đó sẽ kết hợp thêm boxing để giúp cho anh đốt mỡ tốt hơn. Và quá trình tập luyện của anh thì cái việc mà kiểm soát dinh dưỡng của anh rất là tốt, anh rất là nghiêm túc trong cái quá trình mà ăn uống của mình. Mục tiêu tiếp theo của năm 2021 này đặt ra cho anh Sơn là thứ nhất là giúp cho anh Sơn tăng cơ và giảm mỡ một cách nhanh nhất và có thể, và đồng thời đó là sẽ hướng tới cái giải Transformation và mùa năm để anh Sơn tiếp tục sẽ là quán quân của mùa giải 2021. Tôi muốn nhắn nhủ với mọi người rằng sức khỏe không chờ đợi bất cứ một ai, hãy bắt đầu từ ngay lúc này. Hãy tìm đến Đan Minh, chúng tôi sẽ giúp cho bạn cải thiện sức khỏe cũng như là có một dáng đẹp nhất trong thời gian sớm nhất. Tập luyện là con đường ngắn nhất giúp bạn trở nên khỏe và đẹp. Các bạn còn chờ nữa mà không đi tập ngay.